Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình Thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thúy Nga xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Các tổ chức nhân quyền và bên vực tự do tôn giáo trên thế giới đã hết lời ca ngợi chính quyền Trump vì quyết định táo bạo tịch biên tài sản của các cán bộ Trung Quốc dính líu vào các hành vi chà đạp tự do tôn giáo và vi phạm nhân quyền, đặc biệt đối với người Duy Ngô Nhĩ. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi những bài tường thuật của Thụy Khanh và Thúy Nga. Dám nói dám làm, chính quyền Trump chế tài cán bộ Trung Quốc vi phạm tự do tôn giáo. Chính quyền Trump công bố rằng họ bắt đầu thực thi các biện pháp tịch thu tài sản và ngăn chặn nhập cảnh đối với một số quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc vì vai trò của chúng trong việc giam giữ hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ. Ước tính có khoảng 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ là thành viên của một nhóm thiểu số Hồi giáo đã bị giam giữ trong các trại cải tạo ở khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc. Các báo cáo cho biết, trong các trại này, họ bị cưỡng bức lao động, tra tấn và nhồi sọ chính trị. Bên ngoài các trại, người Duy Ngô Nhĩ bị một lực lượng cảnh sát đông đảo theo dõi bằng công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Hoa Kỳ sẽ không đứng yên khi Đảng Cộng sản Trung Quốc vi phạm nhân quyền của người Duy Ngô Nhĩ, dân tộc Kasa và các thành viên của các nhóm thiểu số khác ở Tân Cương, bao gồm các hình thức lao động cưỡng bức, giam giữ tùy tiện với khối lượng lớn và thực hiện việc kiểm soát dân số cưỡng bức trong nỗ lực xóa bỏ văn hóa và đức tin Hồi giáo của họ, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố hôm 9 tháng 7. Ngày hôm nay, Hoa Kỳ đang đưa ra các hành động chống lại sự lạm dụng khủng khiếp và có hệ thống ở Tân Cương, và kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới cùng chung chia sẻ mối quan tâm của chúng tôi trước các cuộc tấn công của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với nhân quyền và các quyền tự do cơ bản, và mời gọi cùng chúng tôi lên án những hành vi này. Ông nói thêm, Trần Toàn Quốc, bí thư Đảng Cộng sản Tân Cương, và hai quan chức cấp cao khác của đảng trong khu vực này là Chu Hải Luân và Vương Minh Sơn, cũng như các thành viên gia đình trực tiếp của họ, sẽ không thể được cấp thị thực nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Các cán bộ khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị cho là chịu trách nhiệm hoặc đồng lõa trong việc giam giữ bất công hoặc lạm dụng người Duy Ngô Nhĩ, dân tộc Kaza và các thành viên của các nhóm thiểu số khác ở Tân Cương cũng chịu chung những hạn chế về visa. Tài sản của Trần Toàn Quốc, Chu Hải Luân, Vương Minh Sơn và Hoắc Lục Quân, một cựu quan chức công an ở Tân Cương, cũng như một số quan chức ngành công an Tân Cương đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ tịch thu. Ngoài ra, mọi công dân Hoa Kỳ đều bị cấm không được kinh doanh với chúng. Hoa Kỳ cam kết sử dụng rộng đầy đủ các quyền hạn tài chính của mình để trừng phạt những kẻ lạm dụng nhân quyền có trách nhiệm ở Tân Cương và trên khắp thế giới. Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nói, Trần Toàn Quốc cũng là một thành viên của Bộ Chính trị, bao gồm 25 tên giám sát mọi hoạt động của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hắn cũng từng là bí thư Đảng Cộng sản Tây Tạng từ năm 2011 đến năm 2016. Đến nay, hắn là quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc bị Mỹ tịch biên tài sản. Hôm 17 tháng 6, Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành luật nhằm áp dụng các biện pháp trừng phạt tài chính và thị thực nhập cảnh đối với các cá nhân đồng lõa trong các vụ lạm dụng ở Tân Cương. Đạo luật chính sách nhân quyền cho người Duy Ngô Nhĩ được Quốc hội thông qua trước đó, đã khích lệ Tổng thống áp dụng các biện pháp trừng phạt theo đạo luật Magnitsky toàn cầu, là một trong một số các đạo luật cho phép Tổng thống xử phạt những người vi phạm nhân quyền trên thế giới. Các tuyên bố giải thích các lệnh trừng phạt mới từ cả Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính đều đề cập đến đạo luật Magnitsky. Biến cố này cho thấy chính quyền Trump dám nói, dám làm. Phản ứng của Trung Quốc trước việc chính quyền Trump tịch biên tài sản của các bộ Trung Quốc trên đất Mỹ.
Trong cuộc họp báo sáng thứ Bảy 11 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Ly Kiên cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ phản ứng mạnh trước quyết định của chính quyền Trump tịch thu tài sản và ngăn chặn nhập cảnh đối với một số quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kiên cho rằng chính quyền Mỹ đang cố gây ra căng thẳng đối với Bắc Kinh là nhằm che đậy cho việc đối phó sai lầm và quờ quạt đối với đại dịch coronavirus đang gây tử vong rất cao tại Hoa Kỳ. Theo lời Kiên, chính sách giam giữ hàng loạt và giáo dục cải tạo đối với người Duy Ngô Nhĩ là một biện pháp thích hợp chống khủng bố. Trước đó, bọn cầm quyền Bắc Kinh đã có lúc phủ nhận sự tồn tại của các trại tập trung này, nhưng trước các bằng chứng không thể chối cãi, đã chuyển sang bảo vệ hành động của mình như một phản ứng hợp lý trước mối đe dọa an ninh quốc gia. Tháng 7 năm 2019, bọn cầm quyền Trung Quốc nói các trại cải tạo dành cho người Hồi giáo trong khu vực đã thành công, và hầu hết những người được giáo dục cải tạo đã tái hòa nhập vào xã hội Trung Quốc. Bộ Thương mại Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 2019 đã đưa thêm 28 tổ chức Trung Quốc vào danh sách đen cấm họ mua sản phẩm từ các công ty Mỹ, và nói rằng họ hợp tác trong việc giam giữ và đàn áp người Duy Ngô Nhĩ. Một tài liệu năm 2019 từ Tương Cương đã bị rò rỉ cho các phương tiện truyền thông phương Tây vào đầu năm nay cho thấy vi phạm chính sách kiểm soát sinh đẻ là lý do phổ biến nhất bị đưa đi cải tạo của người Duy Ngô Nhĩ. Tuần trước, một cuộc điều tra của AP cho thấy một chiến dịch có hệ thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc về kiểm tra mang thai và buộc phải phá thai, triệt sản đang được áp dụng đối với người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số khác ở Tương Cương. AP cho biết sinh suất trong khu vực đã giảm 24% vào năm 2019 và tại một số khu vực của tỉnh sinh suất đã giảm hơn 60% từ năm 2015 đến năm 2018. Kiên cho rằng chính quyền của Tổng thống Trump theo đuổi một chính sách thù hận với Trung Quốc là điều Kiên cho rằng không có lợi cho người Mỹ và thúc giục người dân Mỹ nên dùng lá phiếu của mình để hạ bệ chính quyền Trump vào tháng 11 năm nay. Kiên cũng nhân dịp này nhắc lại cái gọi là sách trắng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong đó có 15 điều quan trọng như Trung Quốc cũng chỉ là nạn nhân của COVID-19 như các nước khác. Quân đội Hoa Kỳ là thủ phạm gây ra đại dịch. Trung Quốc là quốc gia được Tổ chức Y tế Thế giới, gọi tắt là WHO, công nhận là hàng đầu thế giới trong việc chống đại dịch coronavirus kinh hoàng này. Và thế giới phải biết ơn Trung Quốc. WHO thiết lập cuộc điều tra về nguồn gốc coronavirus. Một nhóm thuộc Tổ chức Y tế Thế giới đang trên đường đến Trung Quốc để thiết lập một cuộc điều tra về nguồn gốc của coronavirus chủng mới. Virus này được cho là đã xuất hiện ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vào cuối năm ngoái sau khi lây lan từ động vật sang người. Hai chuyên gia của WHO sẽ làm việc với các nhà khoa học Trung Quốc để lên kế hoạch cho cuộc điều tra sắp tới. Phát ngôn viên của WHO Margaret Harris nói. Bác sĩ Margaret Harris, một chuyên viên khét tiếng thân thiện và được lòng của Trung Quốc nói. Một trong những vấn đề lớn mà mọi người quan tâm, và tất nhiên đó là lý do tại sao chúng tôi đã gửi một chuyên gia về sức khỏe động vật sang Trung Quốc, là liệu virus này có lây lan từ một loài động vật sang người hay không? Và nếu có, thì nó lây lan từ loài nào sang người? Chúng ta biết coronavirus chủng mới rất giống với virus ở dơi. Nhưng phải chăng nó đã đi qua một loài trung gian? Vì vậy, đây là một câu hỏi tất cả chúng ta cần trả lời. Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tuyên bố coronavirus có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm Vũ Hán, nhưng chưa có các bằng chứng về điều này, và Trung Quốc luôn quyết liệt phủ nhận. Một số nhà khoa học và các cơ quan tình báo lại cho rằng đây là một hiện tượng tự nhiên. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo.
Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.